Xin chào mọi người. Hôm nay tôi có một cái niềm vui rất là cũng nhỏ thôi nhưng mà trong lòng tôi thấy rất là hân hoan. Đấy là một cái cây đàn mới của tôi. Cây đàn Ramirez 1A năm 1985. Ramirez 1A huyền thoại đấy. Đấy, vừa về và tôi đã cẩn thận, tôi lấy khăn tôi lau và tôi không thể ngờ được là cây đàn nó lại mới đến mức độ này như thế. Từ năm 1985. Mà các bạn có tưởng tượng được không, nó không hề có một cái vết xước dăm nào luôn, nó như một cái đàn đàn vừa sản xuất xong đấy, nó như là một một cái đàn đàn mới tinh đập hộp luôn, với bộ gỗ Brazil rất là đẹp, action 3,5 mm, tức là siêu thấp và đánh không hề có một cái tiếng rè nhỏ nào, đánh mạnh cũng không rè, từ bộ khóa đấy, cho đến toàn bộ cái đàn. Để tôi để đặt máy đây. Xin lỗi mọi người, tôi đang phải quay ngược video một chút. Chỉ chẳng có ai ở đây giúp tôi cả, mà tôi làm clip là rất là ngẫu hứng. Đấy. Các bạn có thể tưởng tượng là Ramirez 1A thì trước năm 86 thì luôn luôn là làm cao kiểu cần 664 của cụ Segovia. Đấy thì sang đến năm 86 họ mới có cái gọi là một cái chuyện đỏ vào để bắt đầu làm những cây đàn 650. Thì cái cây này là cây năm 1985 thì thông thường là nó sẽ là 664, nhưng có vẻ như là cái người đặt cây đàn này thì họ đã yêu cầu là làm riêng theo cái cỡ 650. Đấy. Cây đàn mới tinh luôn. Đấy. Và cái người mà chủ tôi nghĩ là con trai của cái người có cây đàn này nó nói rằng là gần như là cây đàn này không bao giờ sử dụng. Đấy, cho nên nó rất là mới. Cái tiếng của đã năm tôi có một cây nữa là năm 88. Thì từ cái cây đấy tôi thấy nó có cái âm thanh nó đúng là theo tinh thần của đàn Ramirez 664. Âm nó rất là mạnh, nó đượm và nó như mật ong ấy, đượm và nó mạnh, nó chắc tiếng, rất là uyển chuyển và tình cảm. Thì cái cây này cũng như thế, cái tiếng nó cứ siết vào rất là chắc. Một điều nữa là các bạn hình dung là Ramirez 1A ấy, là những cái năm thời kỳ mà Segovia biểu diễn ấy, là ông chỉ cần trong một cái hội trường có khi 500-700 người xem đấy, mọi người ngồi la liệt mà ông chơi không mic, không bao giờ Segovia dùng mic. Thực sự là tôi rất vui vì tôi đang sở hữu cái cây đàn nó mới đến như này, tôi nghĩ là nó mới nhất thế giới mất, nếu mà tính tính những cái cây mà tầm năm trước năm 90 thì chắc là cái không có cây nào mới như cây này còn lại nữa. Rất là may mắn khi mà đấu giá thì mọi người đang đấu đấy, thì đang đấu lên đến gần 100 triệu thì bắt đầu có cái giá gốc của nó đang để ở trên trên cái trang đấu giá là nó có một cái giá mua sẵn đấy, thì là tôi mua luôn cái giá đấy luôn đấy, nó đắt hơn mấy chục triệu nhưng mà lại tôi lại có đàn luôn, không ai phải tranh với mình nữa. Tôi không ngờ là về thì tôi không hề tiếc một chút nào. Các bạn cứ hình dung là một cái cây đàn Ramirez 1A thời điểm bây giờ, thế hệ bây giờ mà sử dụng gỗ Brazil thì các bạn cứ hình dung là nó rơi vào tầm khoảng 21.000, 20 đến 22.000 euro một cây. Đấy, nó rất là đắt. Nếu mà mua không không có gỗ Brazil thì chỉ khoảng tầm 10 thôi tiêu phải là khoảng 12.000 một cây. Còn nếu mà theo Brazil thì là theo như cái anh bạn của tôi là nghiện về Ramirez thì anh ấy nói là phải cộng thêm khoảng 8-9 nghìn euro mới được một cây của Brazil. Đấy, cho nên là cái cây này của tôi phải thực sự là phải nói là nó vô giá, tức là chẳng biết định giá như nào. Cây này thì tôi chưa có ý định bán. Tôi có hai cây Ramirez thì một cây tôi sẽ chơi thường xuyên, cây này chắc là tôi cất đi thì nó quá mới. Để đánh mạnh không rè. Cái bộ âm của nó thì phải nói là tuyệt vời. Đấy. Khi mà nốt nó ngắt ấy, nó bắt đầu cái sóng nó uốn. Nó cứ dâm gian, nó làm cho tôi nhớ đến cái cây Daniel Frederick. Đấy, cái công hưởng của nó rất tốt. Thank you.
tu xong cái bài là con họ cái tôi này một lúc nữa thì tôi sẽ trong ngày hôm nay chắc là tôi sẽ up lên trên YouTube thì các bạn có thể xem là cái bản soạn mới nhất của tôi. Đấy là một số những cái chia sẻ của tôi, cái niềm vui mà hôm nay tôi đã nhận được cây đàn Ramirez, rất là nhiều cảm xúc. Đây tôi khoe một chút, các bạn thấy đây là cái ảnh, bức ảnh này là tôi đã đến thăm mộ của cụ Segovia. Và hôm nay thì thực ra tôi luôn luôn ngưỡng mộ cụ Segovia, và nói gì nói tôi vẫn, ai cũng thế thôi, những người chơi đàn guitar classic đều có những cái mong muốn ít nhiều là sẽ có một cây đàn đàn Ramirez 1A, thực sự là một cây đàn rất là nhiều, khi cầm nó lên thì luôn luôn tôi cảm, cá nhân tôi thấy có rất nhiều cái cảm xúc. Ramirez 1A thì âm của nó thực sự là, nếu mà so với những thời đại bây giờ với những cây đàn mới thì âm của nó không phải là quá là kiểu ghê gớm nữa, không phải là quá mạnh mẽ hay là như nào nữa, mà nhưng mà để nói về cái yếu tố cảm xúc thì luôn luôn nó vẫn có những cái giá trị nhất định, và một cái gì đấy nó truyền thống ở một cái thời xa, một cái thời mà guitar cổ điển đang rất là cuột khởi, đang tìm cho mình những cái chỗ đứng, và những cây đàn Ramirez thời đó nó có lẽ là nhắc đến Ramirez 1A gần như là nó đã trở thành một cái gì đấy biểu tượng đi với huyền thoại. Và xin tạm biệt mọi người đã kiên nhẫn ngồi xem clip thông dài để tâm sự về cái cảm giác khi có cây đàn Ramirez 1A mới, và xin tạm biệt tất cả mọi người.